chia sẻ với Như, đi chia sẻ với mọi người thế này. Thì tháng này vẫn tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu của sếp giao, đó là bán 20 bộ sản phẩm. Đó, thì mỹ phẩm thì hôm trước là Nguyên bán, đến hôm nay là Nguyên đã bán được, nói về bộ mỹ phẩm không, là Nguyên bán được là 14 bộ, là giao có người khách hết rồi đó, còn thiếu mấy bộ nữa thôi. Thì Nguyên cũng rất là vui, tại vì nè, thứ nhất là Nguyên cũng không có cái gì mới hết đó mọi người, mình cũng dùng ba cái cách bán hàng của anh Hải thôi, nhưng mà tháng này Nguyên nhờ bán hộ, Nguyên nhờ chị Nguyên á, hè chị rảnh cho nên là chị có bán hộ dùng Nguyên được hai bộ. Rồi còn lại là Nguyên tìm khách hàng mới, những cái mối quan hệ mà mình tạo ra mỗi ngày á, thì không ngờ mình mời người ta lại ủng hộ nha. Có nghĩa là mình cũng mời đãi thôi, tại vì giờ xếp ra 20 bộ thì mọi người cũng biết là mình mời cũng phải 10 người thì mới có một người mua. Mình cứ chơi trung bình như vậy đi, thì mình cũng phải có khách hàng. Thế trước mình cũng bán được 20 bộ rồi, thì những cái khách đó đó là mình đâu có mời nữa được nữa, đúng không? Nó ít có ai mua lại liền lắm, thì mình phải có cái lượng khách hàng mới. Thì bây giờ sao, giờ mình phải rà hết, thật sự danh bạ của mình nhiều lắm, thì mình rà lại đi cũng có đó. Nhưng mà có gì, có những người là Nguyên làm ấm từ hồi tháng trước, tại vì mình thấy lâu quá rồi mình không nói chuyện, tự nhiên giờ nhảy vô mời thì nó kỳ. Làm ấm hồi tháng trước, tháng này bắt đầu mời và tháng này họ mua, có khách hàng mới. Nguyên có được mấy khách hàng mới luôn, mà có chị mua lần đầu tiên mà mua dùng Nguyên 3 bộ luôn á mọi người. Có nghĩa là mình cũng không ngờ luôn, cho nên là mình đừng có nghĩ là chắc người đó không mua. Mình cứ mời đại đi, mình mời vui vẻ dễ thương nhiệt tình vậy đó, thì người ta sẽ ủng hộ đó. Thì mình cũng bán được 10 mấy bộ rồi, Uyên cũng tận dụng được cái mối quan hệ. Và cái bộ tháng này là thường là nữ sẽ xài, là tháng rồi là bộ của nam, tháng này là bộ của nữ, cho nên Uyên tập trung vô những cái người quen là nữ, và Uyên tận dụng mối quan hệ của mối quan hệ là bạn bè của mình, thì với mình quen rồi, Uyên tận dụng tháng rồi là Uyên tận dụng mối quan hệ của người xã Uyên bán, có người em chưa gặp mặt bao giờ luôn các anh chị, là để bán bộ nam. Còn tháng này là Nguyên tận dụng mối quan hệ của chị gái, rồi cái thành ra là gửi về quê cũng nhiều, nhà chỉ đi giao hàng giùm. Thì có những người Nguyên cũng không biết mặt luôn nhưng mà quen qua Facebook á, rồi mình làm quen, mình cũng tương tác rồi cho nên người ta cũng biết mình, nên thì Nguyên cũng giới thiệu được. Thì đó là cái niềm vui, như mình cũng làm được những việc là mình nghĩ là mình không nghĩ là mình sẽ làm được, và mình cũng có những cái mối khách hàng mới. Rồi từ từ những cái người đó mình sẽ biến họ thành khách hàng thân thiết, rồi từ từ mình sẽ chuyển đổi. Nguyên cũng đang từ từ có những đối tượng là Nguyên đang nhờ người ta giới thiệu những cái mối quan hệ của người ta, để mà mình bước hai là mình đi tuyển dụng á đó. Đó thì Nguyên có cái niềm vui nho nhỏ như vậy, Nguyên cũng chia sẻ với mọi người ha. Rồi ngoài ra về cái sản phẩm về dinh dưỡng á, thì Nguyên cũng giới thiệu được cho hai khách hàng mới đã đặt hàng rồi đó. Rồi một người thì đang suy nghĩ mua, định mua combo, mọi người đang suy nghĩ, thì hy vọng là từ giờ tới chậm nhất là cuối tháng là phải chốt được cái khách đó, tại vì chương trình tháng này nó quá là hot đó. Thì đó là cái niềm vui của Nguyên cũng chia sẻ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn chị Uyên.